Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, có nơi có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh trong ngày mai dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ và thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 15 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây tiếp tục lên do mưa tại chỗ. Theo đó, tại trạm Mộc Hóa, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,61m, tại trạm Tân Hưng là 1,12m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,41m, ở trạm Hưng Điền B là 1,57m và 1,03m là mực nước được dự báo tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở đây xuống theo triều, trong ngày mai sẽ có 2 lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ và từ 19 giờ cho đến 21 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An dự báo mực nước vào ngày mai là 0,88m và 0,87m là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở cả hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng chính gió mùa tây nam cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, rãnh áp thấp có trục 23 đến 25 độ vĩ bắc hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ, trước hết là tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, theo dự báo, khu vực này đêm nay sẽ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến trưa chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ cao nhất ở đây dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo, đêm nay khu vực này cũng có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến trưa chiều tối mai tiếp tục sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ 30 cho đến 32 độ và thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.